đúng rồi. Ở spa thì mới lạnh ha. Ở spa thì khách cũng thoải mái, được nằm. Được tiếp chứ. Chứ. Tiếp. Anh Bo hết chỗ này rồi anh không? Anh Bo hết chỗ này. Chị chào tất cả quý vị khán giả đã đến với kênh của Trần Thanh Dương. Hôm nay là anh Phong đến phụ diễn thách thức ngôi sao miệt vườn. Cái này của chị Dung à? Dạ, của chị Dung Giang Dung Dễ anh. Trời ơi, nhìn như đi cắt tóc. Mày giúp đi cắt tóc từ thiện của gì? Cắt tóc cạo râu. Em làm sao mà để anh Phong ấy nhá, ngày càng đẹp trai hơn, phong độ hơn là được. Với đội ngũ y bác sĩ nhiều năm trong nghề đó và đang làm nhiều việc tại bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, nha khoa Anna để đến với khách hàng sự hài lòng và trải nghiệm tốt nhất. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Quang Việt, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Thành Trần, trưởng ban khoa hàm mặt bệnh viện Đại học Y Dược, giảng viên Đại học Y thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ chuyên khoa 1 Cao Thị Diễm Hương, bác sĩ răng hàm mặt, tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Mai Hương, trưởng khoa răng trẻ em bệnh viện răng hàm mặt thành phố Hồ Chí Minh, giảng viên Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Kim Tiến, bác sĩ răng hàm mặt, bác sĩ Lâm Khánh Văn, bác sĩ răng hàm mặt. Trời, hôm nay em đến đây em trải nghiệm dịch vụ massage đắp mặt nạ không? Thấy được gặp anh ở đây em bao cho em. Bao em được không? Không em, đây là một cái chương trình miễn phí em. Chứ có tiền nghỉ em vô em làm em. Vậy em đi đâu anh? Anh tới đây anh tham gia diễn phụ diễn cho chương trình Ngôi Sao Miệt Vườn của anh Khương Dược. Và thập viện thẩm mỹ anh à dạ nha khoa. Ok nha khoa anh mới bạn ơi, cái này của đi nha khoa mà làm da ta, cái kia kìa anh kìa, cái đó là nha khoa còn đây anh khoa anh cầm chụp tờ cái này là nha khoa, xin lỗi gì tôi cầm lộn tờ giấy à, còn cái này là nha da thì trong chương trình của anh Khương thì có một cái nhãn hàng, một nhà tài trợ lớn đó là công ty viện thẩm mỹ của chị Dung Denacare tài trợ, nhưng mà không chỉ đem theo hàng tỷ đồng để mà tài trợ thì chị Dung còn ghé cái đội ngũ để mà để cho khán giả với khách trải nghiệm nữa. Đây là bước gì em? Tẩy trang đúng không? Đây là bước tẩy trang, làm sạch da mặt. Và chuyên viên làm rất là nhẹ nhàng, rất là tử tế. Thôi chị Dung coi cái clip này là chị Dung ấm lòng. Mặc dù là còn ngoài nắng như quý vị, không có máy lạnh, nhưng mà các bạn làm mình rất là không khí Đà Lạt. Rất là mát, rất là tử tế, rất là nhẹ nhàng. Các bạn này thì chuyên viên thì làm việc 24/24 trong máy đường, nhưng mà lần đất đây là đầu tiên các bạn ra ngoài hiện trường để mà chăm sóc da. Còn ngoài nắng từ sáng giờ rất là tội nghiệp. Chắc lương cao lắm, không sao. Đúng rồi. Đúng không mà, không biết đúng không mà mấy bạn nhân viên này các bạn thở dài. Đâu có thở dài, đang cười rất tươi. Đâu cười cười coi nào, cười lại coi nào. Sáng sớm nay là anh chưa rửa mặt đâu, bây giờ chúng ta sẽ đến cái bước rửa mặt cho anh. Thanh Trương là trải qua 3 giai đoạn rồi quý vị. Đó, cho nên là hôm nay đang giai đoạn đắp mặt nạ nữa và còn 2 bước nữa là xong rồi. Rất là tội nghiệp các bạn. Các bạn mà làm trong spa thì các bạn khách sẽ nằm trên giường mình rửa mặt ra. Các bạn sẽ ngồi trên cái ghế các bạn rửa mặt. Nhưng cái này các bạn làm đứng không à. Rất là tội nghiệp. Em tên gì? Thảo như quý vị. Hãy follow kênh của Thảo nha. Thảo có kênh nhỏ không à. Không có như quý vị. Vậy thì hãy follow kênh của Trương. Hãy follow kênh của Trương. Và kênh TikTok của Phong nè. Là anh Khương với lại cả ban giám khảo cùng mọi người đang đăng cái hình. Xin gửi lời có những nhân viên rất là tử tế. Những nhân viên rất là tử tế thế này thì khách họ rất là cảm thấy họ tin tưởng vào cái mỹ thẩm mỹ nhầm và nhắc của chị. Tuy nhiên quá tử tế đó. Tuy nhiên đúng không? Thảo à? Thảo à? Lũ gì? Anh nói nơi sao rồi bé trượt cái tay vào miệng luôn này. Móc tay vô mặt luôn. Móc họng. Sao anh cảm giác sao anh? Dạ, con cô bác thân mến, bây giờ con đã đến đi. Bé hai bạn này đang diễn thôi, chứ mình cắt cái máy cái nó cào rất mất phân điểm, mấy chúng ta hãy nâng cao phân điểm lên. Mà ống chỉ là bé là ba chục đô. Quê em ở đâu em? Không biết một này thì ba. Được quê ở Đắk Lắk à? Đắk Lắk.
với cái tình trạng của gia đình bé luôn. Hy vọng là bà con cô bác sẽ ủng hộ bé qua đây dễ thương à. Thì nói buồn mẹ tới đừng có thu gian đây nha, nắng lắm quý vị, đất nắng nha. Nói chung là ngày hôm nay hơi nắng hơn, nhưng mà mong là từ giờ đến chiều nó sẽ mát gió nhiều để cho bà con đến xem cho nó thoải mái. Và hôm nay là ngày cuối cùng của cái đợt đầu tiên, đợt sau sẽ diễn ra vào lúc ngày 24, 25, 26 tại E8 sạch 9A Nguyễn Hiếu Chí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh. Kính mời bà con đến xem. Ở đây thì có phòng bạn, ghế ngồi, nước nôi, bánh kẹo đầy đủ. Mặc dù đây không phải là một thẩm mỹ viện, nhưng mà các bạn chăm sóc da cũng qua từng bước rất là cơ bản. Ví dụ như là tẩy trang, làm sạch da, rồi đắp mặt nạ và làm sạch sẽ những khứ lợi có thể. Dạ. Tại vì mình không có dùng những liệu trình trị liệu trong viện thẩm mỹ, nên là các bạn chắc chắn không có ủ tê. Nên là có, tới... nhưng mà có cái tê đây. Có giật điện, châm điện. Đúng rồi, có châm điện để mà các bạn có đi theo thiết bị luôn. Để lấy cái chì trong mặt ra, nhìn anh là mặt chì nhiều lắm này. Mặt số khổ. Cái kênh này, cái clip này được up up lên mới coi đâu. Ủa sao vậy? Thì nó nhã luôn hả? Nói không có gì nữa. Ủa chị Dung làm đại diện thương hiệu nữa. Chủ mà. Chung là không phải là Thanh Trương với lại anh Lỗ Phong là sau khi bạn hoàn thành nhiệm vụ rồi. Sau khi các bước điều chỉnh như là tẩy tẩy trang rồi rửa mặt rồi sắp tới sẽ là giữ ẩm em à, tẩy cho hồi chết xong rồi đắp mặt nạ đúng không, các bước rất quan trọng xong rồi có máy có ủ tê không em, cái điện đó là cái gì, cái điện cái điện không? Anh chích chích vào mặt anh á. Đăng cơ. Trắng. Trắng hả? Cái gì mà thấy tẩy trang em không làm. Làm đi. Làm đi. Làm là phải tẩy trang rồi làm. Để lại phải trang điểm lại. Thực ra Thảo này, em đang làm mặt cho một cụ già đấy. Nhưng mà cụ sống nhiều năm rồi. Thực ra đây là một cụ á em. 70 tuổi rồi. Mắt một bé đủ lý của các tụi thì các em cấp điện thoại mình nói chuyện với tụi em cũng chứ. Thôi diễn quá, thì giả tạo quá. Ủa vậy á? Vậy thôi cứ để yên đi em. Em coi người ta, quý vị khán giả thấy bộ mặt thật đây đó này. Làm mặt xong là sẽ thấy bộ mặt thật của anh. Thậm chí ở đây còn cả cái máy soi cái tính của anh nữa. Đây này, cái máy soi cái tính của anh nè. Bà quét cái nết ngoài luôn đó. Có cái máy đập cất cái nết mà rớt ra ngoài không chứ? Đó anh thấy là bắt đầu chích điện cho mặt này. Đây chị. Đây đó, anh chị. Đó, lòi cái nết cái này, lòi cái nết cái này đó. Đó, bóng. Nào mời em qua bên spa chị. Ủa, spa của chị hả? Trải nghiệm. Các em phải nằm trên giường, em mới cảm thấy bức phơ. Đây, 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 qua đây. Chị biết không, ở đây mình cảm thấy spa nó xuất sắc. Ví dụ như spa này, spa di động của em. Có nghĩa là sao, tại vì khi mình ở trong cái spa đó, nằm trên giường, trong máy lạnh mà nhân viên họ ngồi họ làm. Thì mình cảm thấy nhân viên cũng bình thường, như bao nhiêu chỗ khác. Nhưng mà chỗ này nhân viên đứng ngoài nắng làm rất là nhiệt tâm. Tất lúc mình thấy được cái sự tận tâm của nhân viên. Các bạn làm rất là nhẹ nhàng, rất là kỹ thuật qua từng bước rất là cơ bản, cảm thấy rất là tử tế, có cảm tình luôn, chỉ có cảm tình với spa gì luôn. Xin giới thiệu với mọi người, đây là chị Theo. Lường câu đó. Lường chứ. Đây là chị Theo, là chị có thi Ngôi Sao Miệt Vườn mùa 1. Ủa là chị gái này... mà chị Dung. Chị là chị gái luôn hả? Chị gái ruột hay sao chị? Chị gái ruột. Ôi gái không phải chị gái ruột chứ má ơi. Ôi xưa nay không biết nữa. Tại em chưa chịu diễn cho chị mà. Đúng rồi. Ừ. Nhưng mà chị là chị gái ruột luôn. Ừ. Trời hôm nay bất ngờ nên Dung mới biết được đấy chứ. Bà Dung á là suốt ngày đi đi quay với lại bọn em đó. Chị ở nhà chị phải quản cái chùa cho bà Dung. Em biết. Chị gái ruột à? Trời ơi. Hôm nào mà hai em có thời gian thì mời người ghé spa bên chị. Nhưng mà em có một cái thắc mắc là ví dụ như trong cái thời buổi kinh tế khó khăn đúng không? Ừ. Rất là nhiều cái cơ sở người ta đóng cửa luôn, rất khó khăn lắm. Nhưng mà cơ sở của mình mạnh đến mức mà tài trợ chương trình luôn. Rồi bà giống như là vẫn giữ nhân viên rồi vẫn hoạt động rất là tích cực. Chia sẻ thêm chút xíu nữa. Mình sẽ qua bên đây hỗ trợ cho tất cả các thí sinh để khi mà các thí sinh mà mất gốc thì nó sẽ ăn phấn hơn, nó sẽ đẹp hơn. Trước khi thi là mình sẽ thí sinh sẽ được làm mặt đó quý vị. Có lẽ đây là một cái chương trình mà nó còn hơn chương trình chuyên nghiệp của ca sĩ luôn, ca sĩ chuyên nghiệp luôn. Các bạn sẽ được làm đẹp miễn phí.
các bạn sẽ được trải nghiệm tất cả các dịch vụ. Đại loại là nó không được đầy đủ giống như spa nhưng mà cũng được trải nghiệm các bước mà để cho cái mặt nó sáng ra và để cấp cho nó rất là sân khấu. Hãy con bé kia nó có cái máy mà kích cái nết văng ra ngoài luôn. Máy soi nết, là cái này soi nết luôn. Cái đấy không nó soi da rồi nết mình tự soi lại mình, tự soi lại mình. Tưởng nó có máy soi cái nết nữa. Kích rất cái nết ra ngoài. Ăn trầu là phải bôi vôi à, muốn soi người khác phải soi lại mình. Soi lại mình. Dạ em chào chị, ủa chị mới qua hả? Rồi bữa nay em qua nha chị theo, hôm nay em mới biết rồi, quen chị lâu hôm nay mới biết rồi. Dung nước ngoài đây. Ủa đi đi đi, em chào chị, em chào Dung với chị mà em không biết là chị gái chị Dung luôn hả? Em biết chị, em chỉ biết chị là thí sinh thôi. À vậy hả? Dạ vâng, thôi bữa nay em qua. Hôm nào ghé nha. Dạ vâng. Hôm nào ghé qua chị chăm sóc da lại cho. Rồi bữa đâu đi tí em xin số luôn nha, em biết. Dạ ok. Cứ ghé nha khoa chị Dung là chị đang bên đó, còn ghé spa thì gặp bạn này. Bên em có spa mà. À, vậy là làm răng nữa đó. Em qua là nhổ hết răng là ở trong nha khoa là cũng có spa. Em hiểu không? Trên lầu 3 là làm một spa trên đó. Dạ vâng. Còn bé kia là có một chi nhánh nữa là không phải đâu. Thì Ngọc Huyền bên đây. Anh, dạ em cảm ơn chị. Em xong là ghé hai bạn, mời hai bạn nha. Dạ vâng. Mình sẽ được chăm sóc miễn phí ha. Dạ. Cảm ơn chị. Anh Phong, anh cứ nghĩ đến chuyện mùa sau mùa 3 là mình sẽ kêu thêm các nhà tài trợ như ghế massage với tấm bốc ra cười mình. Cho nó đủ độ bộ công phu. Đây các bạn ơi, đây là cái máy cà cái nết. Cà cái nết à. Cái nết không ổn là cà chứ nó láng lại. Rồi cảm ơn các bạn nghe chào diễn giả đi. Rồi quý vị ơi thì quay đến đây cũng đã muộn rồi. Thì bây giờ Thanh Trương với anh Phong làm xong thì chiều sẽ tiếp mục cuối nữa, cho nên là rất mong là quý vị này sẽ đón xem và ủng hộ cho chị Dung Anna với lại ở bên Dana Care. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trên kênh Khương Dừa. Em ơi em chào đi em. Em chào. Em chào.